Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ tư ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai, kết thúc năm 2023, toàn tỉnh có 1 triệu tài khoản của cá nhân, tổ chức, tăng 66% so với năm 2022. Số lượng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money là 50.711 tài khoản. Trong năm 2023, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả. Ngành ngân hàng phối hợp với các cơ quan, sở ngành, tham mưu đẩy mạnh thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tăng cường thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công như dịch vụ thu thuế, thu tiền điện, chi trả an sinh xã hội, thanh toán tiền viện phí, học phí, dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh thanh toán quét mã QR code, Internet Banking, Mobile Banking. Hiện toàn tỉnh có 1.109 thiết bị chấp nhận thẻ POS, 20.120 điểm chấp nhận thanh toán, chuyển khoản quét mã QR, một điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng. Ngày 16 tháng 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát tổ chức hội thi vật chất, mô hình, học cụ, giáo án huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024. Hội thi năm nay có sự tham gia của 33 đơn vị dân quân tự vệ đến từ Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ khối các cơ quan trong huyện. Hội thi tập trung vào công tác chuẩn bị mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, vũ khí tự tạo, vật chất phòng chống thiên tai, hệ thống kế hoạch, giáo án huấn luyện, phục vụ công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, đơn vị năm 2024. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị dự thi đã đầu tư mua sắm vật chất mới, đảm bảo theo quy định. Hệ thống kế hoạch, giáo án xây dựng đảm bảo chất lượng, trình bày đúng quy cách, mô hình học cụ đáp ứng đầy đủ các đề mục, nội dung huấn luyện. Thông qua hội thi, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trong lực lượng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bát Sát, giải nhì cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Trịnh Tường, giải ba cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tòng Sành. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn việc kích thu mua sơ chế giun đất trên địa bàn. Theo đó, các sở ngành địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chế tài xử lý đối với các hành vi đánh bắt, tận diệt giun đất và các sinh vật khác gây ảnh hưởng đến môi trường, đến đất và đa dạng sinh học. Lực lượng công an, nhất là công an các tuyến cơ sở, thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn việc người dân có hành vi kích giun đất, thu mua sơ chế giun, tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu được sự nguy hại của việc sử dụng kích điện bắt tận diệt giun đất. Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra phát hiện 17 cơ sở thu mua sơ chế giun đất tại một số địa phương trong tỉnh. Do chưa có chế tài xử phạt nên mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, nhắc nhở không tái phạm, đồng thời tập trung tuyên truyền đến nhân dân về vai trò lợi ích của giun đất đối với môi trường sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, trên công trình các dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn huyện Bát Sát như tỉnh lộ 156, tỉnh lộ 158, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành nền đường đưa vào sử dụng trước Tết. Khởi công đầu năm 2022, dự án cải tạo nâng cấp đường Bản Xèo Dền Sáng Y Tý dài 33,6 km có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Do điều chỉnh dự án và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hiện công trình mới đạt trên 40% khối lượng. Các đơn vị thi công đang làm việc liên tục, tập trung lưu lèn, trải bay lớp 1 đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để là tăng cường cái thi công cái tuyến đường lên để làm trước Tết Nguyên đán thì làm sao được về cơ bản những vị trí mà đang triển khai thì hoàn thiện cái mặt đường để người dân đi lại êm thuận. Đặc biệt với đoạn tuyến từ ngã ba Cán Tỷ mà đến Mường Hum này thì chúng tôi đã hoàn thiện ra lớp bê để người dân đi lại êm thuận. Tại dự án đường vào trung tâm xã Pa Treo, không khí trên công trường cũng rất khẩn trương. Đơn vị thi công đang huy động tối đa nguồn lực đào đắp nền đường, phấn đấu cận Tết Nguyên đán sẽ giải bê lớp 1, hoàn trả phần mặt đường. Bên đơn vị thi công đang có 4 chiếc máy xúc đang thực hiện công tác san gạt và khoảng 3 chiếc máy lu đang lu lèn để phục đảm bảo với phần nền đường. Sau đó là 5 chiếc ô tô để vận chuyển đất để đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thi công.
Ban quản lý dự án huyện Bát Sát đang tích cực phối hợp với địa phương, đơn vị thi công chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu tập trung xử lý dứt điểm hạng mục mặt đường trước Tết Nguyên đán 2024. Chỉ đạo quyết liệt đối với các nhà thầu phải lập một cái biểu kế hoạch, và trong dựa theo cái biểu kế hoạch đấy, từ giờ đến Tết nhà thầu làm những phạm vi nào, làm những đoạn nào thì phải gọn ở những đoạn đấy, và chúng tôi yêu cầu các cái cán bộ ban, cán bộ kỹ thuật trên hiện trường phải thực hiện theo đúng như cái biểu tiến độ đã cam kết. Thì như vậy thì sẽ thuận lợi cho bà con. Và trong cái quá trình Tết thì chúng tôi cũng yêu cầu các cái đơn vị thi công cũng phải có nhân lực để túc trực ở trên hiện trường để phòng ra những cái trường hợp mà để đảm bảo được giao thông hay ảnh hưởng giao thông do mưa gió hay do thời tiết. Các hạng mục đang thi công dở như hệ thống thoát nước, giải phân cách, hố ga sẽ được nhà thầu dọn dẹp gọn gàng, rào chắn và bố trí cảnh báo, đồng thời có phương án ứng trực tại công trường, sẵn sàng các phương án đảm bảo giao thông an toàn cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới. Để đạt mục tiêu đón 1,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch dịch vụ đạt 1.120 tỷ đồng năm 2024, huyện Bảo Yên sẽ triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch. Huyện sẽ tổ chức khoảng 30 sự kiện văn hóa du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa. Nổi bật là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chương trình thể thao nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phố Giàng, tuần văn hóa du lịch và lễ hội đền Bảo Hà năm 2024, lễ hội cốm xã Nghĩa Đô. Bảo Yên đặt mục tiêu năm 2024 tăng thêm 20% số hộ dân tham gia làm dịch vụ homestay, khởi công xây dựng dự án trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hóa dân tộc Tày xã Nghĩa Đô giai đoạn 1. Năm 2023, Bảo Yên đón 1,4 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 980 tỷ đồng. Tết Nguyên đán đang đến gần, để có những chậu cành hoa làm đẹp cho không gian của mỗi gia đình, thời điểm này nông dân Lào Cai đang dồn công chăm bón, thức ngủ cùng hoa, canh cho hoa nở đúng dịp Tết. Phải mất hơn 2 năm, những chậu lan mới có thể cho hoa đẹp như thế này. Người trồng hoa mỗi lúc một nhiều, không còn dễ bán như những năm trước. Vậy nên anh Vàng A Sinh quyết theo hoa đi tránh rét ở vùng thấp, vừa để tiện chăm sóc cho cây, vừa chủ động hơn trong việc bán hàng. Năm trước thì từ tháng 11 là dương là phải xuống rồi. Nhưng năm nay thì nó ớn hơn thì hết tháng 11, tháng 12 dương thì em mới xuống. Nói chung thì cũng rất là cầu kỳ, nhiều công xuống đây rồi thì cũng phải chỉnh trang rồi. Nếu mà khách có nhu cầu thay chậu thì bọn em vẫn thay chậu, và nếu khách có nhu cầu ghét nhiều cành thì bọn em cũng ghét. Gia đình anh Chào Á Xu có gần 100 chậu lan. Năm nay lượng khách đặt hoa chưa nhiều, thời tiết cũng ấm hơn nên một số chậu hoa nở sớm. Tranh thủ buổi tối, anh Xu đi bọc lưới cho từng nụ hoa, hãm để lan bung nở đúng dịp Tết. Cũng hay xem thời tiết, xong rồi mình cũng ví dụ nóng quá thì mình cũng làm cách nào để cho nó tưới nước này, sau là chê lưới các thứ để cho nó không ảnh hưởng đến lan. Nghề trồng hoa vốn vất vả, lắm công phu. Để cung ứng ra thị trường lượng hoa vào dịp Tết, các nhà vườn đều phải áp dụng kỹ thuật chăm hoa bất kể ngày đêm. Những loại rau chỉ 1 tháng, 2 tháng là thu thôi, nhưng mà trồng hoa này thì thời gian thu hoạch lên đến 4 tháng hoặc 5 tháng, cũng bị thất thu rất là nhiều năm đấy ạ. Trong thời gian làm hoa thì cũng bị thất thu, nên là cũng mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình làm. Như hiện tại bây giờ là tối rồi, nhưng mà tôi vẫn đang ở ngoài vườn để chăm sóc cho cây hoa để đúng vụ Tết hơn đấy. Ngày xuân sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi được điểm tô bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu. Để thành quả vụ Tết được trọn vẹn, những người nông dân này vẫn đang âm thầm thức ngủ cùng hoa. Chuyển sang phần tin thời sự trong nước. Theo Bộ Y tế, diễn biến thời tiết thay đổi bất thường, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng một số dịch bệnh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật và đơn vị y tế dự phòng thường xuyên liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, lưu ý theo dõi sự gia tăng của các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Tỉnh Yên Bái có gần 5.900 ha trồng măng bát độ, tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch ổn định khoảng 4.000 ha,
sản lượng bình quân đạt hơn 40.000 tấn một năm. Hiện có hai công ty liên kết thu mua măng cho nông dân thông qua các hợp tác xã. Riêng công ty Yamazaki của Nhật Bản đã xây dựng nhà máy chế biến măng xuất khẩu tại huyện Trần Yên. Năm 2023, công ty đã thu mua 4.000 tấn nguyên liệu, chế biến xuất khẩu 500 tấn măng muối lên men và 150 tấn măng khô từ nguyên liệu măng Bát Độ. Tổng doanh thu đạt 23 tỷ đồng. Năm 2024, công ty mở rộng sản xuất và tập trung vào sản phẩm măng Bát Độ khô xuất khẩu. Vì vậy, cần thu mua 10.000 tấn nguyên liệu. Việc khoảng 1/4 sản lượng măng Bát Độ của toàn tỉnh được công ty thu mua, chế biến xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, hình thành chuỗi liên kết sản xuất chặt chẽ. Năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể của Cao Bằng vào danh mục cấp quốc gia, gồm tri thức dân gian, nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Sao Đỏ, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, nghệ thuật trình diễn dân gian, lượn cõi của người Tày các xã Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm và nghề thủ công truyền thống, dệt thổ cẩm của người Tày, xóm Luống Nội, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Trước đó, tỉnh Cao Bằng đã có 4 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, Cao Bằng hiện còn có trên 2.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê và tư liệu hóa. Về di sản vật thể, hiện có 2 bảo vật quốc gia, 98 di tích đã được xếp hạng các cấp. Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu cho tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, triển khai nhiều dự án bảo tồn, đẩy mạnh quảng bá giá trị di sản văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch của địa phương. Ngày 15 tháng 1, Điện Kremlin cho biết Tổng thống nước này và Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc điện đàm thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong mối quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ Nga-Ấn Độ, tập trung vào những tiến bộ đạt được trong hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật, năng lượng và giao thông vận tải. Cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ về các hướng đi trong khuôn khổ nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới trong bối cảnh Nga đảm nhiệm vai trò chủ tịch năm 2024. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến tình hình ở Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác. Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 tới, trong khi Ấn Độ dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. Tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út đã khẳng định Riyadh có thể công nhận Israel nếu vấn đề của người Palestine được giải quyết. Ông cũng cho rằng việc Houthi tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ có liên hệ trực tiếp tới cuộc xung đột Gaza, do đó cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cũng như một tiến trình đáng tin cậy để hướng tới hòa bình trong khu vực. Cũng tại cuộc thảo luận này, Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn bền vững tại Gaza, dù khẳng định điều này sẽ không tự nhiên đạt được nếu các bên liên quan không sẵn sàng. Theo bà, các bên, trong đó có Ả Rập Xê Út, có thể cùng nhau đưa ra được một kế hoạch về lệnh ngừng bắn, về giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các bên lại đang rơi vào một vòng xoáy nguy hiểm. Trong bối cảnh hơn 30% dân số thế giới sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2024, công ty OpenAI cam kết giải quyết những lo ngại rằng công nghệ của công ty sẽ can thiệp vào các cuộc bầu cử. OpenAI cho biết trong bối cảnh Mỹ tiến hành bầu cử tổng thống trong năm nay, công ty đang phối hợp với Hiệp hội Thư ký Quốc gia, một tổ chức tập trung thúc đẩy các tiến trình dân chủ như các cuộc bầu cử để giải quyết mối lo ngại trên. Theo đó, công cụ ChatGPT sẽ điều hướng người dùng đến chuyên trang bầu cử khi đặt câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử. Ngoài ra, OpenAI cũng dự kiến ghi một biểu tượng đối với những bức ảnh do AI tạo ra. OpenAI nhấn mạnh các chính sách của công ty nghiêm cấm lạm dụng công nghệ, chẳng hạn như tạo ra các chatbot giả mạo người thật hoặc ngăn cản người đi bỏ phiếu. Một sự cố hàng không mới đã xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương tại sân bay New Chitose ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, khi hai máy bay va chạm ngay trước khi cất cánh. Theo truyền thông Nhật Bản, vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần cánh trái máy bay của Korean Air và phần đuôi của máy bay Cathay Pacific đã bị hư hại. Theo truyền thông Nhật Bản, rất may đã không có người bị thương trong vụ việc này. Tuy nhiên, sau sự cố, 289 hành khách cùng phi hành đoàn trên máy bay Korean Air đã phải ở bên trong hơn 4 giờ đồng hồ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.